Hôm nay lại có người tiếp tục giết vọc mẹ, bắt vọc con làm thú cưng, rao bán cho Tion. Tion xin lỗi con, Tion không muốn cứu con về nữa. Đây là clip người ta gửi chào hàng cho Tion nè các bạn. Nguyên nhân chính là các bạn không có ủng hộ Tion cứu động vật. À, kể cả Tion cũng đã quá mệt mỏi, quá đau khổ vì việc cứu những bé vọc con này. Về rồi chứng kiến cảnh nó chết. Bởi vì vọc con nó không thể sống được trong môi trường của con người, của chúng ta. Mỗi lần mà nó bị nhiễm bệnh cảm của chúng ta, nghĩa là một án tử hình cho nó. Chúng ta bị bệnh cảm, bệnh 1 nhưng nó bệnh tới 10, nên chắc chắn là nó sẽ chết. Chỉ có trong thiên nhiên, nó tìm ra những cái loài lá cây, thuốc chữa bệnh ăn vào nó mới có thể sống khỏe mạnh. Và những loài cây thuốc vọc ăn đó, chúng ta vẫn chưa tìm kiếm được, vẫn chưa phát hiện ra được. Vậy mà các bạn cứ bắt hại giết vọc hoài vậy. Còn cột dây thằng nhỏ như vậy nữa, thật sự rất đau lòng. Tôi không muốn mua nữa, tôi không muốn cứu động vật ở Việt Nam nữa.